chúng ta cùng nhau ngồi à. Và trước khi tôi thích đố Kinh Thánh lắm quý vị. Nếu mà có thời gian mà đố Kinh Thánh mà đố theo trí nhớ đó, vui lắm, mà cũng giúp cho chúng ta nhớ Kinh Thánh nhiều nữa. Và trước khi bước vào lời của Chúa thì tôi cũng xin đố quý vị một câu đố nè. Có một nhân vật ở trong Kinh Thánh á, được chữa lành nhờ đi tắm. Quý vị biết à? Biết ai không à? Na-man, đúng, ông Na-man, ổng được chữa lành là chỉ nhờ có đi tắm thôi. Và đây là phân đoạn Kinh Thánh mà tôi muốn gửi đến với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Tôi xin cùng học với Hội Thánh ở trong Các Vua Nhì, đoạn 5, từ câu 1 cho tới câu 19. Đoạn 5 từ câu 1 cho tới câu 19. Nhưng mà tôi sẽ đọc tới đâu, chia sẻ tới đâu và đọc tới đó. Hoặc là bây giờ tôi sẽ đọc cái phân đoạn. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, xong bị bệnh phung. Chúng ta nghe và để ý nha cái câu chuyện này nha. Rồi, vả có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-man. Một ngày kia nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung." Na-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng: "Đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này." Vua Syri đáp: "Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel." Vậy Na-man đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel, thơ rằng: "Khi thơ này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Na-man đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thơ này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người." Khi vua Israel đọc thơ rồi, liền xé quần áo mình và nói rằng: "Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta." Khi Elise người của Đức Chúa Trời hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: "Cớ sao vua xé quần áo mình? Na-man hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri." Vậy Na-man đến với ngựa và xe dừng lại tại cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả nói với người rằng: "Hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch." Nhưng Na-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: "Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh mà chữa lành kẻ phung. Abana bạc ba hai sông ở Đa-mách há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao?" Vậy người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: "Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rầy người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch." Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời, người liền được sạch.
Và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Na-man với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Ê-li-sê mà nói rằng: bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Ê-li-sê đáp rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Na-man ép nài Ê-li-sê nhận lấy, nhưng người từ chối. Na-man bèn tiếp rằng: tuy chẳng nhận lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng hai con la chở nổi, vì từ rày về sau kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Song nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rimmon đặng thờ lạy thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lạy trong đền thờ Rimmon. Vậy khi tôi quỳ lạy trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Ê-li-sê đáp với người rằng: hãy đi bình yên. Cảm ơn Chúa. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta biết rằng có một ông quan tên là Na-aman. Ông này là người rất là được tôn trọng, có chức, có quyền, rất là giàu có. Thường thì người ta ở trong xã hội á, thì hay nói là muốn có chức á, thì phải có tiền để mua chức. Mà muốn có chức thì mới có quyền. Nhưng mà ông Na-aman này, ổng có quyền, có chức, có tiền và rất là được tôn trọng. Vì sao? Ông là người mà vua là quan cận thần của vua Syri. Đó, nên rằng là khi mà ông bị bệnh phung như vậy đó, thì đây là những cái điều mà người ở trong quan chức, người ở có quyền, người ở trong quan chức đó, người ta có tiền nhưng mà người ta vẫn không chữa được bệnh phung. Cái người có quyền cũng chưa chắc gì là họ được hoàn hảo, họ được trọn vẹn như điều của họ muốn. Cái người có tiền, có quyền, có chức, họ vẫn có nan đề. Và không có ai mà không có nan đề khi chúng ta còn sống ở trên đất này. Có một lần tôi đã chia sẻ đó, có một người thanh niên đến với một mục sư nói rằng: tại vì anh này nhiều nan đề quá, mục sư ơi, mục sư cầu nguyện cho em đi, đừng có nan đề nữa. Tại vì nan đề nó làm em mệt mỏi quá. Tại vì nan đề, nhiều người có nan đề, người thì nan đề bệnh tật, người ta có tiền nhưng mà người ta vẫn bị bệnh, giống như ông quan này, phải không ạ? Nhưng mà cái người không có tiền thì cũng có nan đề, vì nan đề của họ là không có tiền. Và cái người, tôi nói là ai cũng có nan đề cả. Và khi ông mục sư này cầu nguyện cho cái anh thanh niên á, thì ông cầu nguyện cho ông thanh niên này là: xin Chúa đem cái người thanh niên này về với Chúa. Nói: thầy, thầy, mục sư, con còn trẻ mà, sao cầu nguyện cho con về với Chúa? Về với Chúa mới hết nan đề thôi con. Bây giờ sao? Muốn về với Chúa hay là cầu nguyện để Chúa thêm sức cho mình, để giúp mình vượt qua nan đề? Chứ không thể nào mà cầu nguyện cho hết nan đề được. Và chúng ta để ý đi, khi bắt đầu chúng ta theo Chúa đó, chúng ta có những cái nan đề nhỏ nhỏ, nhưng mà mình lớn lên trong Chúa một chút thì cái nan đề nó lớn hơn một chút. Vì sao? Vì Chúa đang nâng cấp mình đó quý vị. Chúa muốn mình trưởng thành hơn trong những nan đề. Thay vì có nan đề thì mình lầm bầm, thay vì mình có nan đề thì mình oán trách, đúng, mình oán trách. Mà cầu nguyện, tại sao Chúa không nhậm lời con? Con cầu nguyện với Chúa bao nhiêu năm nay rồi mà tại sao Chúa không nhậm lời con? Chúa không nghe con nói hay sao? Mình hay cằn nhằn, mình hay oán trách, mình hay lầm bầm.
Nhưng khi mà mình càng trưởng thành trong Chúa thì nhiều khi có những cái năng đề đó mà chúng ta hay gọi là những cái cơn bão đó, cái cơn bão đời đó, đó chứ không phải cơn bão đời. Nó từ từ nó sẽ lớn hơn để rồi nâng cấp đức tin của chúng ta, nâng cấp cái sự trông cậy của chúng ta ở nơi Chúa. Trở lại với cái ông quan Na-aman này, và chúng ta thấy được rằng trong những cái hàng mà chức phẩm quan quyền đó thì không phải là họ không có năng đề đâu, họ vẫn có năng đề. Nhưng chúng ta thấy rằng cái năng đề mà bệnh tật mà chúng ta thấy, mình thấy hầu như là nó khó khăn nhất, phải không ạ? Tại vì họ có tiền rất là nhiều nhưng mà cũng không có thể nào chữa lành được. Thì có một bé gái nhỏ ở trong câu 2 và câu 3. Có một bé gái nhỏ thì nói như thế này: vả có một vài toán dân Syri ra bắt một đứa gái nhỏ xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-aman. Và chúng ta thấy rằng dân Israel lúc này rất là yếu thế, phải không ạ? Bị dân Israel, cái đứa bé đó là người Israel, bị bắt để hầu hạ vợ của ông quan Na-aman. Và một ngày kia nó nói với bà chủ mình rằng: ôi chớ chi chúa tôi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Và chúng ta thấy cái bé gái này như thế nào? Bé gái này đang làm chứng về Đức Giê-hô-va. Bé gái này đang nói về quyền năng của Chúa. Thì bây giờ bé gái này, nếu mà tôi nghĩ nó biết cầu nguyện là nó cũng cầu nguyện cho ông quan Na-aman luôn rồi. Nhưng mà nó rất nhỏ, và thế là dẫn đến ông mục sư Elise. Đây là ông tiên tri Elise. Và ông Na-aman, ổng mới đem cái điều này nói với ông vua của ông vua Syri. Thì ông vua Syri mới gửi một cái lá thư cho ông vua của Israel. Và khi vua Israel tiếp nhận được lá thư này, bắt đầu ông sợ. Ông sợ là ông vua Syri lấy cái cớ để chữa bệnh cho lính của vua Syri, để coi như là, để giống như là sẽ có một cái chiến trận gì đó sẽ xảy ra. Và chúng ta thấy được rằng, tôi trở lại với bé gái nha. Cái bé gái đó, tại vì tôi nói chưa hết ý. Bé gái đó mặc dầu là nhỏ, nhưng bé gái này hiểu được ở trong dân Israel có một tiên tri có thể cầu nguyện với Chúa để chữa lành bệnh tật cho ông quan Na-aman này. Và chúng ta thấy đội ngũ mà truyền giáo ở hội thánh của Rema chúng ta đó, có những người nhỏ lắm vẫn đi ra truyền giáo. Ở đây tôi nói nhỏ không phải là nhỏ tuổi nha, nhưng mà có thể là nhỏ tuổi thuộc linh, là có thể là những người mới tin Chúa, không có phải là tin Chúa lâu năm, nhưng vẫn đi ra truyền giáo được. Mình biết về Chúa mình như thế nào thì mình sẽ nói về Chúa mình như vậy để đi ra truyền giáo. Hồi sáng này là trên đường đi đến đây tôi thấy Vũ, anh Khôi, và Bắc Cư nữa, phải không ạ? Là đang ngồi uống cà phê. Nhưng mà ngoài cái uống cà phê đó thì đó là một cái bữa mà thông công với nhau và nói lời Chúa để có thể giúp cho cái người mới tin Chúa này hiểu biết về Chúa nhiều hơn. Như bạn Nam cũng mới tin Chúa thôi. Tin Chúa thì có thể là lâu nhưng mà không có một cái đời sống dầm thấm trong Chúa nhiều. Nên là theo học trường Kinh Thánh IVBI và bắt đầu tham gia vào đội ngũ thâm viếng, rồi truyền giáo. Truyền giáo thì tự ơn mình truyền giáo à. Cái lái xe nè, tà tà trên đường chở khách làm sao là truyền giáo được rồi. Đó, tôi hay nói vui cái bé gái này là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhưng mà không phải là việc nhỏ. Làm chứng cho một người đến với Chúa, tin Chúa không phải là việc nhỏ quý vị.
Khi người ta đã đồng ý tin nhận Chúa thì Chúa nói như thế nào? Một linh hồn thì quý hơn cả thế gian. Phải không ? Nên rằng là chúng ta đừng nghĩ rằng là làm chứng cho một người tin Chúa là việc nhỏ. Không phải là việc nhỏ đâu. Rồi sau cái vấn đề làm chứng thì sẽ học lời Chúa, từ từ họ sẽ lớn lên. Amen. Và ông Na-a-man cũng không khác gì những người mà mới tin Chúa đâu, và từ từ ông sẽ lớn lên. Qua cái phân đoạn này chúng ta thấy ông lớn lên rất là nhanh. Trở lại với Na-a-man thì ông Na-a-man đến thưa với ông vua Syri, và vua Syri gửi một lá thơ cho vua Israel. Và khi tiếp nhận được cái bức thơ của vua Syri thì ông liền xé quần áo mình. Tại vì ông đâu phải là thầy thuốc đâu, ông đâu phải là người để mà chữa lành đâu, đâu phải là tiên tri đâu. Thời bây giờ là cái người mà được tôn trọng là người hầu việc Chúa đó, gọi là tiên tri đó. Rồi ông sợ rồi, rồi ông mới xé quần áo mình. Rồi ông nói rằng là tại sao mà ông ấy lại sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Và chúng ta thấy được rằng ở xã hội với hội thánh có một cái sự nó liên kết đó quý vị. Nếu như mà cái ở ngoài xã hội có những người đau ốm bệnh tật đó thì họ lại chạy đến với hội thánh, họ cần được sự chữa lành. Rồi ở trong những cái hàng quan quyền đó cũng có người họ bệnh mà không thuốc nào chữa được, mặc dầu họ có rất là nhiều tiền nhưng mà cũng không chữa được, họ cũng chạy đến hội thánh. Để tôi đọc một câu kinh thánh ở trong Ê-phê-sô để chúng ta biết được rằng cái người mà ở trong quan quyền đó họ vẫn nhờ cậy hội thánh. Tự nhiên khi giảng đến đây là Chúa nhắc cho tôi nhớ thôi, nên là bây giờ tôi nhớ Ê-phê-sô đoạn 2. Tôi nhớ là trong Ê-phê-sô đoạn 2. Đây. Ngài bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng, gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Không phải câu này. Mẹ có một câu mà những người ở trong quan quyền đó vẫn cần đến hội thánh, vẫn cần đến hội thánh và vẫn muốn nhờ hội thánh giúp đỡ. Bây giờ sao tôi không nhớ được cái địa chỉ. Rồi bỏ qua câu này đi. Bây giờ không có nhớ được địa chỉ, nhưng mà những hàng quan chức ở trong xã hội vẫn nhờ đến hội thánh của chúng ta đó, chứ không phải là không nhờ đâu. Nên rằng là chúng ta phải có một đời sống được trang bị lời Chúa, để đến khi mà họ cần á, thì mình có lời Chúa để mình giúp đỡ họ. Dạ, cảm ơn Chúa. Tôi sẽ tìm cái câu kinh thánh đó sau và tôi sẽ chia sẻ lại với hội thánh. Rồi. Qua cái công việc mà vua Syri gửi thơ cho vua Israel đó, thì chúng ta thấy được rằng là mặc dầu là quan quyền nhưng mà vẫn không có sự khôn ngoan, vì nhờ không có đúng người. Phải không ? Thay vì đến nhờ ông tiên tri Elise thì đến nhờ ông vua. Thì ông vua mới nói rằng ta há có phải là Đức Chúa Trời để rồi làm sống làm chết mà có quyền chữa lành cho người này sao? Và bắt đầu ông vua ổng sợ, vì ổng sợ là cái người này nghịch lại. Ông vua Syri này là nghịch lại với vua Israel, và ông vua Israel rất là sợ. Và khi mà ở trong hội thánh của chúng ta đó,
phân công những công việc, chúng ta phân công đúng người đúng việc, thì chúng ta sẽ thánh hội thánh mình được phát triển và phát triển một cách đồng bộ. Ví dụ phân công cho người này làm việc này mà đúng với cái khả năng mà Chúa cho đó, rồi cái công việc sẽ được phát triển và cái công việc sẽ được hoàn thành một cách rất là tốt, đúng người đúng việc. Chứ bây giờ ông vua này ông nhờ ông vua kia mà chính ông vua Israel vẫn không biết ở trong nước của mình có một tiên tri mà cầu nguyện để Chúa chữa lành nữa. Và ông thế là ông tiên tri Elise đó, khi ấy là khi Elise người của Đức Chúa Trời hay rằng vua Israel có xé quần áo mình thì sai nói với người rằng: cớ sao vua xé quần áo mình? Na-aman hãy đến tôi, ắt người sẽ biết trong Israel có tiên tri. Chúng ta thấy rõ ràng là đúng người đúng việc thì cái công việc đó nó mới có kết quả. Và ông tiên tri Elise hay được cái công việc của vua Israel, đất nước của mình đã hay được, thì ông mới nói rằng: hãy đến tôi, hãy đến tôi để biết rằng trong Israel có một tiên tri. Và qua sự việc mà tiên tri Elise nói với lại vua Israel, thì ông Na-aman bắt đầu ông Na-aman nói như thế này: Elise sai một sứ giả nói với người rằng: hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đan, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Ở trong thời bấy giờ đó, cái người tiên tri thì được gọi là người tiên kiến, và ông cầu nguyện với Chúa và Chúa mới nói với ông là hãy kêu ông Na-aman đó đi xuống sông tắm 7 lần đi thì sẽ được sạch. Thì chúng ta thấy ông Na-aman có vâng lời không ạ? Không. Ông Na-aman không có vâng lời. Và ông nói như thế nào? Tại vì sao? Ông nghĩ ông là người có chức, có quyền. Khi mà cái người dân mà đến gần ông á là phải khúm núm, phải khép nép. Đó, nhưng mà tiên tri của Đức Chúa Trời thì sao? Sai sứ giả đến nói với ông Na-aman: ông làm như vậy đi thì ông được lành. Nhưng mà ông Na-aman ông không có làm như vậy. Ông nói như thế nào? Ông nổi giận. Ông Na-aman ông nổi giận. Ông nói rằng là vừa đi vừa nói rằng: ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Jehovah Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phun. Thứ nhất là ổng nổi giận, thứ hai là ổng bắt ông tiên tri phải cầu nguyện cho ổng và chữa lành theo cái ý của ổng. Bây giờ chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện và Chúa chữa lành cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta nói: Chúa phải chữa kiểu này nè, để cho con được lành nè. Đó, mình bắt Chúa làm theo ý của mình. Hầu như là chính mình cũng vậy đó. Mình cầu nguyện: Chúa ơi, bây giờ Chúa cho con tiền. Chúa, con đang cần vốn, con muốn buôn bán. Chúa cho con 50 triệu. Con bán cái này, con bán cái kia, con bán sầu riêng, bán sầu riêng rụng đó. Thì Chúa cho con tiền để con có vốn, con buôn bán. Ví dụ đó là cái điều mà mình cầu nguyện, mình bắt Chúa làm theo ý của mình. Rồi bây giờ Chúa không làm theo ý của mình, giận. Giận. Cái chuyện là chuyện bình thường. Có người nói: Chúa không chữa lành cho con nghỉ chơi Chúa luôn. Có người nói như vậy rồi. Rồi có những cái bệnh đó, mình cầu nguyện Chúa chữa lành liền. Mà có những cái bệnh thì Chúa lại chữa lành từ từ. Và có những cái bệnh lại Chúa dùng bác sĩ nữa. Chúa dùng bác sĩ. Tại vì có khi mà Chúa chữa lành tùy theo cái lượng đức tin của mình, tùy theo cái sức chịu đựng của mình, và tùy theo chương trình của Chúa nữa. Bây giờ tôi nói ngay chính bản thân tôi. Tôi bị tắc
nghẽn động mạch vành. Bây giờ nếu bác sĩ không can thiệp, tôi cứ để như vậy không? Tôi đức tin lớn, tôi cầu nguyện rồi, tôi không đi mổ. Nửa chừng cái bị nhồi máu cơ tim, cái lên đường rồi. Cái vấn đề này là ai chịu trách nhiệm? Mình. Thí dụ mình biết mình đi đến bệnh viện và bệnh viện can thiệp, thì cái sự sống của mình còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Vì sao? Vì đó là chương trình của Chúa. Chúa còn muốn dùng mình. Quý vị có thấy rằng là qua cái dịch Covid vừa rồi đó, tôi nói thật với quý vị, rất là nhiều mục sư mà qua đời mà tôi rất là đau lòng. Tướng to cao, bệ vệ, mạnh khỏe, rồi Chúa cất về. Kẹt ở, tôi nói thiệt với quý vị, lại khóc hết nước mắt. Và cái người mà tôi sợ nhất là cô Bắc. Cô Bắc cổ bị nhiễm, cô phải tiêu rồi. Làm sao? Phải cầu nguyện cho cổ thôi. Và cổ có cái bệnh phổi. Kỳ đó tôi nghe nói cô có bệnh phổi, nhưng mà Covid mà cái người mà phổi yếu là nguy hiểm lắm. Thế là cứ ra sức mà cầu nguyện. Cuối cùng đến giờ vẫn ngồi đây. Và chúng ta thấy được rằng đâu phải là cái người mà sức khỏe giống như là Samson mà không, Chúa không đem về đâu. Phải không mà? Đó là chương trình của Chúa. Chúng ta đừng có nói hồi sáng này, anh Quốc nói, mục sư mà cũng bị bệnh chứ. Sao không bệnh? Mình là con người mà. Đúng không à? Mình cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho mình để mình đắc thắng được bệnh tật là bởi đức tin. Đức tin của mình là gì? Mình có một cái nhìn đức tin vào Chúa, một cái nhìn tích cực, không có cái nhìn tiêu cực. Nếu mà Chúa đem về với Chúa, amen, hallelujah. Còn Chúa mà Chúa ơi, Chúa để cho con còn ở trên đất này thì cho con mạnh khỏe để con tiếp tục hầu việc Chúa. Thì khi mà tôi được can thiệp đặt ten á, thì cuối năm 18 là đặt một ten, qua năm 19 đặt thêm hai ten nữa là ba ten. Mà cảm ơn Chúa một điều là quý vị biết sao không? Cái lần thứ hai á, cái cục máu đông á, thí dụ mà nó nằm ở cái đường thẳng á, thì người ta lấy cái cục máu đông ra, người ta đặt cái ten đó vô để cho cái mạch đó nó thông suốt thì nó dễ. Nó rớt vô cái chẳng ba rồi không biết sao lấy cái cục máu này ra. Bác sĩ Việt Nam không làm được. Tôi lại rơi vào trong cái trường hợp đó. Bác sĩ Việt Nam không làm được, nên cái ca mổ đầu tiên thì bác sĩ Việt Nam mổ, nhưng mà cái ca mổ thứ hai là bác sĩ Singapore mổ. Và khi mà hỏi ra đó, bác sĩ Việt Nam mới nói: cô ơi, cô quá là may mắn. Cô rất là may mắn. Cái ông đó ông là siêu sao ở bên Singapore đó. Người ta mà muốn ổng mổ là phải nhiều tiền lắm. Mà đằng này ổng qua ổng mổ cho cô miễn phí. Cảm ơn Chúa mình không có tiền. Ổng mổ cho cô miễn phí là vì sao? Ổng đem mấy cái máy móc qua, ổng dạy cho những người bác sĩ Việt Nam để người ta biết cách sử dụng máy. Thì mình giống như là chuột bạch vậy đó. Mình là cái người mà đó chốt thí để cho ông bác sĩ, mà ổng đã coi như ổng đã mổ, ổng đã làm ở bên nước của ổng rồi, ổng chỉ cho bác sĩ Việt Nam họ nhìn thấy cái cách sử dụng máy như thế nào, họ chỉ thôi đó. Nên là tôi rất là cảm ơn Chúa. Và nhiều người nói chứ bây giờ nếu mà ông mấy bác sĩ Việt Nam là bó tay không làm được đó, thì Chúa lại đưa cái ông bác sĩ từ Singapore qua. Chúng ta thấy rằng Chúa của chúng ta tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời. Tiền không có chứ bác sĩ Singapore mổ. Đó. Chúa rất là đặc biệt. Chúa mình diệu kỳ lắm. Bây giờ mà mình càng nói, mình càng thấy cái cuộc đời của mình là cả một cái phép lạ đó. Nhiều khi mình thấy mình bình thường, mình tiếp xúc với nhau bình thường, thấy không có gì ha. Nhưng mà thật sự ra mỗi một người chúng ta có mặt ở đây là một phép lạ. Có bao giờ mình nghĩ rằng ủa tại sao mình ngồi ở đây không? Ông Na-a-man, trở lại với ông Na-a-man, đừng có quên ông này. Đó. Ông nổi giận khi Chúa không chữa cho ông theo cái cách của ông muốn. Ông muốn ông tiên tri phải làm như vậy nè, ông đến ông chữa lành cho tôi, ông phải như vậy nè. Rồi bây giờ mình đến gặp bác sĩ đó,
Trong khi tim mình có biết gì đâu, phổi mình có biết gì đâu, mà mình bắt ông bác sĩ phải chữa theo cái ý của mình cũng đâu được, phải không ạ? Rồi mà chúng ta có thấy là Chúa có cả trăm ngàn cách để chữa lành cho chúng ta không? Chúng ta thấy một sư phụ ha, tự nhiên bệnh cái nằm nhớ ở trên kho của Chúa đó có nhiều thận lắm. Thôi Chúa cho con cái thận mới đi, Chúa đem cái thận này đi, Chúa đem cái thận mới cho con, và Chúa chữa lành một sư phụ đó. Rồi có nhiều người, có nhiều điều mà Chúa chữa lành. Tôi nói rằng nếu mà nói về sự chữa lành á, cô Chính cũng là cái người nhận rất là nhiều sự chữa lành một cách siêu nhiên. Và mỗi chúng ta như là anh Quốc mới làm chứng xong, là Chúa chữa lành một cách rất là siêu nhiên và rất là lạ lùng. Nhưng mà Chúa muốn làm theo ý muốn của Chúa. Mình đừng bao giờ bắt Chúa làm theo ý của mình nha quý vị. Tại vì mình bắt Chúa làm theo ý của mình, mình thì mình bị bệnh muốn hết liền, không có ai mà muốn bệnh hết trơn đó. Nhưng mà có những lúc cái bệnh nó cứ dai dẳng để làm chi? Để mình tiếp tục mình trông cậy Chúa. Và có những lúc mà mình cầu nguyện mà Chúa không trả lời á, mà Chúa không đáp lời, Chúa không cho mình á, thì mình cũng càm ràm, mình cằn nhằn đó. Nhưng mà Chúa không muốn mình cằn nhằn. Tại sao mà Chúa không cho mình? Tại vì Chúa thương mình. Thấy lạ, Chúa không cho mình là Chúa thương mình. Thấy cũng lạ. Vì sao? Vì nếu như mà cứ cầu nguyện là có, cầu nguyện là có, mình trở nên kiêu ngạo. Hoặc là mình đặt tay cầu nguyện cho người nào đó, cầu nguyện cái người đó được chữa lành, cầu nguyện được chữa lành. Cái rồi có nhiều người đến, cái ông mục sư đó ông chữa lành cho tôi. Đâu phải ông chữa lành đâu, mà Chúa chữa lành. Vô hình chung, cái công việc của mình, lời nói của mình, mình thần tượng một người nào đó, thì cuối cùng chính mình lại làm hại người đó. Tại vì Đức Chúa Trời, Ngài không nhường sự vinh hiển của Ngài cho một con người nào khác. Ông vua Herod ở trong sách Công Vụ, có một người nói là giọng của ông vua giống như là một vị thần, rồi Chúa đánh ông chết queo luôn. Tại vì sao? Vì Chúa không nhường sự vinh hiển của Chúa cho một con người nào hết. Nên là chúng ta, Chúa không muốn chúng ta thần tượng một con người nào hết nha quý vị. Hãy nhớ về điều đó. Tại vì có nhiều người rất là giỏi. Tại vì nhiều người họ cầu nguyện cho mình, cái ông đó ông cầu nguyện cho tôi hợp. Nên rằng là tôi lên tôi cầu nguyện, ông cầu nguyện là tôi hết liền à. Ông đặt tay cho tôi, cầu nguyện cho tôi là tôi hết liền. Và mình cứ đi kiếm cái ông mục sư đó không. Và bây giờ nó đang nổi lên cái vấn đề mà khi mà mình chạy theo phép lạ, thì lời Chúa trong Kinh Thánh nói rằng là tiếng lạ cũng hết, phép lạ cũng sẽ thôi, tất cả mọi cái đều hết. Nhưng mà cuối cùng chỉ còn lại một điều thôi, đó là điều gì ạ? Tình yêu thương. Nên rằng là cứ có tình yêu thương đi, tình yêu thương nó cũng sản sinh ra phép lạ. Tại vì mình cứu mang, mình yêu thương, mình cầu nguyện. Tôi nói là cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện không hết, về nhà cắm đầu cầu nguyện tiếp, cầu nguyện đến khi nào mà Chúa chữa lành thôi, đúng không? Tại vì sao? Vì mình yêu thương. Mình yêu thương, mình cứ nhớ cái người đó. Tôi nói nhiều khi mình cưu mang cho người nào đó, tôi ăn cũng nhớ cái người đó, giống như là mình yêu cái người đó rồi đó. Mình ăn mình cũng nhớ, mình đi đâu mình cũng nhớ cái người đó. Và cứ cầu nguyện mà, cầu nguyện cho bản thân mình chưa cầu nguyện, cứ cầu nguyện cho người đó. Tại vì tôi có một thời gian, tôi nhắm mắt mở mắt là tôi cứ cầu nguyện cho ông Bủ không. Nên là tôi biết cái điều đó. Và tại vì sao? Chúa đặt cái điều đó ở trong lòng của mình. Là sao? Là đó là cái điều mà mình cưu mang, Chúa muốn mình cưu mang để mình cầu nguyện. Nên rằng là có nhiều điều khi mình cầu nguyện mình chưa thấy cái gì xảy ra hết, chưa thấy một điều gì xảy ra, hãy tạ ơn Chúa đi. Thì mình qua sự tạ ơn đó thì mình sẽ nhận được những cái món quà mà mình không thể nào mà mình tưởng tượng được. Vì sao? Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời sắm sẵn những điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Nếu chúng ta không yêu mến Chúa thì chúng ta không tin cậy Chúa. Nếu chúng ta không yêu mến Chúa thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chờ đợi được. Mình chờ đợi, cứ chờ đợi, mình cứ trông cậy, mình cứ trông cậy.
giống như là Abraham hả? Cứ trông cậy khi không còn lẽ sự cậy trông, nhưng mà vẫn cứ trông cậy. Đó là bà Sarah, Abraham. Thấy là cái tuổi là không có con, nhưng mà vẫn tiếp tục trông cậy. Và cuối cùng cũng có một đứa con. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy là việc làm của một tiên tri khi mà vâng lời Chúa thì sẽ đem đến kết quả tốt. Tôi xin đọc trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 1 đến câu 5 để chúng ta thấy được rằng là cái vấn đề mà tiên tri, cái lời tiên tri ở trong hội thánh thì phải đem đến sự gây dựng và khích lệ nha quý vị. Nếu mà không đem đến sự gây dựng và khích lệ, đem đến sự mà chia rẽ, đem đến sự lo lắng sợ hãi thì chúng ta phải cầu nguyện nha. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa cho hội thánh được gây dựng. Chúng ta nên nhớ, người nói tiên tri đem đến sự gây dựng, khích lệ và yên ủi. Nếu có những cái lời tiên tri nói cho chúng ta đem đến sự chia rẽ, lo lắng, bất an thì xin xét lại. Đây là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở hội thánh. Tại vì cũng có nhiều lời tiên tri cho người này người kia, nên là chúng ta hãy cẩn thận, hãy xét lại. Điều chi lành thì giữ lấy. Chúng ta không có khinh, không có coi thường lời tiên tri. Đó, chúng ta không coi thường lời tiên tri. Nhưng chúng ta hãy xét lại, điều chi lành thì giữ lấy. Ha. Rồi, hồi thời Cựu Ước thì Chúa lại dùng những tiên tri giống như là những mục sư bây giờ vậy. Nên rằng là chúng ta cũng tôn trọng những người tiên tri và tôn trọng những mục sư là những người mà đã có công khó để giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và tôi tiếp tục đến qua cái điều mà ông Na-a-man, ông giận dữ, rồi xem sau khi ông giận dữ, ông bắt người của Đức Chúa Trời làm theo ý ông rồi, thì coi cái thái độ của người Đức Chúa Trời và thái độ của ông như thế nào. Ông nói rằng là Abana và Bạc Ba, hai sông ở Đa Mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và rất giận dữ. Và ông rất là giận khi mà ông tiên tri không làm theo ý của ông. Thì có những người tôi tớ, đây là những người bên cạnh của ông quan. Thường thì ông quan hay có vệ sĩ không à. Rồi có những cái người hầu hạ. Thì chúng ta nên để ý cái người, những người mà ở bên cạnh mình. Thì họ như thế nào để chúng ta, Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta biết nhìn người và dùng người như thế nào. Nhưng những tôi tớ đến gần người thì ở bên cạnh Na-a-man không phải là chỉ có một hai người đâu, mà có rất nhiều tôi tớ. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rầy người bảo cha rằng hãy đi tắm thì được sạch. Ông tiên tri ông biểu chỉ có đi tắm là được sạch thôi, mà cũng dẹo hàng đủ thứ, rồi giận dữ, rồi đủ điều đủ chuyện hết phải không? Đây là ông Na-a-man. Tại vì sao? Ông nghĩ rằng ông là người có quyền, trên là vua dưới là ông rồi, ông có quyền. Mà tại sao cái ông tiên tri này ông nói cái điều gì giống như là tào lao,
chữa bệnh gì mà phải uống thuốc, phải có thuốc bôi hay thế này thế kia, chứ tại sao mà kêu đi tắm mà phải tắm đúng cái sông Vô Đanh nha. Tắm mà mấy cái sông ở Đa Mách là không sạch. Đặc biệt là như vậy. Thì chúng ta nhớ rằng khi mà Chúa dạy chúng ta trong lời Chúa, hoặc là Chúa dùng tiên tri, hoặc mà mục sư chia sẻ đó, thì lời Chúa chính xác nha, làm đúng. Chứ không phải là mình à, thôi Đa Mách của cũng có mấy cái sông đó, rồi nó cũng là nước, thì bên Israel sông Vô Đanh cũng là nước, rồi thôi nhảy xuống sông này tắm cũng được, đừng qua sông kia. Nhưng Chúa muốn chúng ta vâng lời, chứ không phải là sông ở Đa Mách hay là sông ở Israel, nó vẫn là nước thôi. Nhưng điều quan trọng là điều chúng ta vâng lời, chứ không phải là ờ cái này nước này cũng được, cái kia nước kia cũng được. Không, Chúa muốn chúng ta làm theo Chúa chính xác 100%. Không thể nào mà theo cái suy nghĩ của mình là thấy là có hai cái quan điểm rồi, hai cái ý kiến rồi, mà mình thấy nó cũng hợp lý, thì thôi cũng được, vậy cũng được, vậy cũng xong. Có tiên tri già và tiên tri trẻ. Khi mà ông tiên tri trẻ đi đến và ông tiên tri già, ông nói là ông Chúa nói ông tiên tri trẻ khi mà làm xong việc là cứ thẳng một đường mà đi, không được ăn uống, không được gì hết. Có ông tiên tri già đến nói chứ ta cũng là tiên tri của Đức Chúa Trời nè, hãy vô ăn, ăn xong rồi đi. Cuối cùng chết, bị sư tử xé chết. Bên là con lừa đó, nhưng mà sư tử nó không ăn lửa, ăn ông tiên tri. Mình thấy Chúa mình rất là đặc biệt ha. Chúa mình rất là lạ lùng, nhưng mà Chúa rất nghiêm khắc. Chứ không có phải là mình dễ người với Chúa được đâu. Để chúng ta không có cái sự khinh lờn ở trong giống như cái đời sống của chúng ta đó. Tôi cầu nguyện, tôi nói thiệt, tôi hay nói đây nè, Facebook, TikTok mà mình lướt rồi á, coi một chút xíu thôi, nhưng mà mình chỉ cần coi một chút xíu thôi là 1-2 tiếng như chơi, phải không ạ? Xong rồi Chúa còn nhắc tôi thêm một, tôi nói chứ bây giờ con cầu nguyện để ra lệnh cho cái link Facebook và cái link TikTok nó ra khỏi con. Tôi nói nó thuộc dạng link luôn đó quý vị, nó không có đơn giản đâu. Tại vì sao? Nó làm cho mình nghiện, nó làm cho mình cứ mê muội theo nó, mà cứ coi đi coi lại, coi đi coi lại, cứ tổng tài với người này, cứ nhiêu đó làm hoài. Nếu mà có coi đi rồi sẽ thấy, mà có nhiêu đó làm hoài mà ngộ lắm, mà cứ coi rồi là nó cứ cuốn mình theo. Chúa còn nhắc tôi thêm một cái link đặc biệt nữa quý vị, biết là link gì không? Link là nghiện hàng online. Không đó, tôi nói thiệt. Bây giờ bắt đầu mà lên vô một cái cửa hàng đi, bắt đầu lướt, cái thấy cái này là mình cần mua nè, cái kia mình cần mua. Không phải là mình cần mua đâu, mà là mình muốn mua, chứ không phải mình cần mua. Cái muốn mua và cái cần mua nó khác nha quý vị. Thí dụ mình cần thì mình mua, để mình xài thì không nói. Nhưng mà cái mình muốn mua, ồ thấy cái này đẹp quá, mua để đó. Nhiều khi chưa khui hàng luôn, mua về mình chất đóng chưa khui luôn. Có đó quý vị, tôi đó. Nhiều khi mình thấy là mình thích, ồ thấy cái này nó đẹp nè, thế mình mua mình để dành. Bây giờ nó đang giảm giá, nếu mà mình không mua rồi mấy mốt cái nó trở lại cái giá cũ thì uổng. Nên là Chúa cũng nhắc nhở cho tôi biết, ngoài cái link Facebook, cái link TikTok, còn cái link nghiện hàng online nữa nha con. Làm sao mình phải cân đối ở trong cái cuộc sống của mình, để rồi nhân danh Chúa Giêsu Christ đuổi cái điều đó ra. Mình coi Facebook được, mình coi TikTok được, với một điều kiện là mình đến với Chúa trước, cầu nguyện đọc Kinh Thánh. Nhưng mà nói gì thì nói, chứ cầu nguyện đọc Kinh Thánh cái thời gian nó cũng ngắn hơn là TikTok lại Facebook à. Cái đó là tôi nói thiệt. Nên rằng là mình cầu nguyện để mình có một cái sự quân bình, có một cái sự quân bình. Mình lên TikTok, mình lên hàng online được, tại vì mình muốn mua những điều mình cần chứ không phải là không. Nhưng đừng mua những cái điều mà mình muốn. Nhiều khi muốn là tôi nói chút xíu về cái hàng online này, nó ngoài lề một chút nha. Tiền trong gia đình mình đi, thí dụ một tháng á,
cái chi tiêu trong gia đình là 10 triệu, đúng không? Nếu mà mình chi tiêu tằn tiện là đủ 10 triệu, cái mình mua một món, không có nhiều, 50%, 50% thôi, không có nhiều. Nhưng mà cứ 50%, 50% chất đó thì nó sẽ hụt cái tiền của gia đình. Đó, rồi cái tiền, ủa, tiền mới đây sao hết? Đó, nó vô cái đống đó. Chứ không có đi đâu hết. Cứ cái này chút, cái kiền chút, kiền chút, cứ mua vô là để đó. Nên là cái tiền chi tiêu trong gia đình nó sẽ bị hao hụt. Nên rằng là, nhưng mà có người nghiện á, có người nghiện mua hàng online, có người nghiện TikTok, có người nghiện Facebook. Nên rằng là cái gì mà nghiện là tôi thấy nó thuộc một cái dạng linh rồi. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, nó không có giúp ích gì được cho mình. Nên là cái vấn đề này là tự bản thân mình nha, tự cá nhân mình cầu nguyện để tự mình giải cứu mình nha quý vị. Tự mình giải cứu mình ra khỏi cái những điều đó ha. Rồi, cái vấn đề quan trọng và cái câu chìa khóa là ở đây nè. Câu chìa khóa là câu số 14. Tôi xin đọc câu số 14 nha. Rồi, ông Na-man đó, những người mà ở gần bên ông á, khuyên ông là cái việc khó mà Chúa kêu mà ông còn làm, huống chi là cái việc mà xuống sông tắm có gì đâu mà khó thì làm đi. Và cuối cùng ông vâng lời. Cuối cùng thì ông vâng lời. Thì người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa nít nhỏ. Chỉ một câu này thôi, nó có nhiều cái điều dạy dỗ cho chúng ta trong câu này. Thứ nhất, lần là ông nói là cuối cùng thì sao? Ông bèn xuống sông và tắm 7 lần. Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Đó là sao? Ông vâng lời. Ông vâng lời và ông làm theo. Ông làm theo. Và khi ông làm theo thì sao? Người liền được sạch thì ông được chữa lành. Ông được chữa lành và thịt người trở nên như trước. Thì như sao? Là được phục hồi trở lại. Phục hồi để trở nên cái trở lại bình thường. Cái thân thể, cái da thịt không còn bị phung nữa. Bị phung là bị cùi á quý vị. Đó là cái da thịt ổng được phục hồi trở lại. Và sao nữa? Rồi cái câu quan trọng nè, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Và chúng ta thấy những đứa bé cái da thịt nó không? Láng mịn và rất là mềm và đáng dễ thương, đúng không? Cái da thịt của đứa bé nó khác với da thịt 60 tuổi chứ, phải không? Đó, nó khác với da thịt mà ông quan này không biết nhiêu tuổi, nhưng mà nó phải khác với cái da thịt của người lớn tuổi. Đó, đằng này da thịt của ổng như đứa con nít nhỏ. Thì chúng ta thấy một điều rằng vâng lời, làm theo, được chữa lành, được phục hồi và được làm mới. Chứ Chúa mình xin có một điều được lành là mừng lắm rồi, phải không ạ? À? Ông này ổng chỉ cần lành cái bệnh phung thôi là ổng mừng lắm rồi. Nhưng mà ổng xuống ổng tắm 7 lần lên và cái da thịt của ổng được làm mới lại như là da thịt con nít. Ước ao rằng Chúa cũng chữa lành cho quý vị và làm mới lại. Mới lại trong tâm trí của chúng ta, làm mới lại trong suy nghĩ của chúng ta. Linh Facebook ra khỏi chúng ta, TikTok ra khỏi, nghiện online cũng ra khỏi chúng ta luôn. Để chi? Chúa làm mới lại chúng ta. Chúa ban cho chúng ta được mọi sự đều được tươi mới. Vậy ai ở trong Đấng Christ là người sao? Được dựng nên mới. Là chúng ta sao? Ở trong Đấng Christ nha. Nếu mà ở ngoài Đấng Christ, tôi không có bảo đảm. Tôi không có bảo đảm. Nhưng nếu chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta là người được dựng nên mới. Mình được dựng nên mới. Chúa không có chữa lành không đâu, mà Chúa còn làm nên mới nữa kìa. Và tôi cũng ước ao rằng Chúa cho mục sư Bủ một cái thân thể thật là mới để ông còn tiếp tục dấn thân trong sự hầu việc Chúa nữa. Được chữa lành. Nếu Chúa chữa lành mà Chúa phục hồi rồi thì chắc chắn là được phục hồi rồi đó. Nhưng mà Chúa làm mới lại nữa. Chúa chữa lành đời sống tâm linh của chúng ta. Chúa chữa lành cái đời sống cũ của chúng ta.
Khi chúng ta vâng lời, chúng ta làm theo, chúng ta được chữa lành, chúng ta được phục hồi và chúng ta được làm mới lại. Cảm ơn Chúa. Và Chúa có dừng lại ở tại nơi đây không? Chưa dừng. Chúa còn muốn cho chúng ta rất là nhiều điều nữa quý vị. Rồi ông Na-aman, khi mà ông được chữa lành, ông được phục hồi lại thân thể của ông, cái làn da của ông được phục hồi và ông được làm mới lại rồi, thì bắt đầu ông kinh nghiệm được Chúa rồi, bắt đầu ông có cái sự kính sợ Chúa. Na-aman với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Ê-li-xê mà nói rằng: bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy tôi xin ông nhận lễ vật của tôi tới ông. Đây là những điều mà con người của chúng ta hay làm nè. Khi mà có ai mà làm ơn cho mình rồi á, là chúng ta có qua phải có lại chứ. Thấy không à? Có qua phải có lại. Thì ông cũng là cái người bình thường thôi, cũng có một cái suy nghĩ bình thường. Vì sao? Ông biết ơn ông Ê-li-xê. Ban đầu thì ông Ê-li-xê không có ra mặt, cho sứ giả đến nói chuyện với ông Na-aman thôi. Và cuối cùng khi mà ông Na-aman được chữa lành, ông đến trước mặt Ê-li-xê và xin ông Ê-li-xê nhận lễ vật. Vì sao? Vì ông đến bây giờ tôi nhận biết rằng trong Israel có một Đức Giê-hô-va, có một Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào mà mình kinh nghiệm được á, thì lúc đó mình mới tin. Mình giống như là Thô-ma vậy. Chúa ơi, khi nào mà con đặt cái bàn tay của con vào tay của Chúa rồi á, thì con mới tin Chúa. Còn con chưa đặt tay vào tay của Chúa thì con chưa tin. Thì Chúa Giê-xu biết được cái tâm tình đó của Thô-ma, cái suy nghĩ của Thô-ma. Đến khi mà Chúa hiện ra cho các môn đồ đó, Chúa không kêu ai ngoài: Thô-ma hãy đến đây, thế mà hãy đặt tay của ngươi vào tay của ta. Và khi Thô-ma đặt tay của ông vào tay của Chúa, thấy có dấu đinh rồi đó, thì lúc đó ông mới nói, ông mới tin. Mình cũng vậy thôi, mình cũng chẳng khác gì Thô-ma, thấy mới tin. Nhưng mà Chúa thì lại nói sao? Phước cho những kẻ không thấy mà tin. Ban đầu ông Na-aman giận dữ khi ông Ê-li-xê kêu ổng làm điều này điều kia. Nhưng cuối cùng sao? Ổng mới nói là bây giờ nè tôi mới nhìn biết được rằng ở trong Israel có một Đức Chúa Trời. Đến khi mà mình kinh nghiệm được mình mới tin có Chúa. Nếu mà mình chưa kinh nghiệm được thì mình chưa có tin. Có khi mình đến mình tin Chúa, tôi cũng thường hay nói, mình có nhiều người tại sao mình có mặt ở đây mình tin Chúa? Vì có người xô tôi lên, đẩy tôi lên, tôi tin Chúa, chứ tôi biết Chúa là ai đâu tôi tin. Còn có người thì tin Chúa vì tò mò. Có nhiều người tin Chúa, tôi nói thiệt, có nhiều người công an. Họ đến để họ làm cái nhiệm vụ của họ thôi. Nhưng mà khi mà họ nghe lời Chúa, họ cũng tin Chúa luôn. Những người ở trong chính quyền, họ làm, họ đến, họ làm nhiệm vụ của họ. Nhưng mà nghe một sư giảng cái tin Chúa luôn. Nên là mỗi người trong chúng ta mình tin Chúa nó có nhiều cách lắm. Nhưng khi mà mình kinh nghiệm được Chúa kìa, mình mới thấy rằng là Chúa có thật. Mình mới thấy được rằng là Chúa đang ở với mình và Chúa đang hiện diện với mình. Chúa đang hiện diện ở tại nơi đây. Nếu mình không có kinh nghiệm thì cái đức tin của mình cũng được, cũng tin. Nhưng mà Chúa muốn đức tin của mình càng ngày càng được gia tăng hơn. Mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm Chúa càng hơn ở trong đời sống của mình. Tôi nói rằng là Chúa rất là coi như là đời thường. Chúa rất là đời thường với mình. Vì sao? Chúa ở trong mình mà. Chúa ở trong mình mà. Tại vì có một lần tôi làm đậu phộng đó, ở đây mà những người mà lâu năm thì biết là tôi làm đậu phộng. Từ cái lúc mà tôi rang đậu phộng từ từng ký một, rồi tôi mua cái chảo bự tôi rang 8 ký một lần, rồi tôi mua 8 ký một lần rang không nổi, tôi mua cái máy luôn, làm một cái máy rang một lần 10 ký luôn, là tôi làm nhiều lắm. Có năm tôi làm đến 1 tấn mấy đậu phộng lần.
Tôi làm rất là nhiều, tôi làm xong mệt quá luôn. Tôi nói: Chúa ơi, mệt quá, không biết chừng nào mới nghỉ làm vụ này chứ mệt quá. Lê lết dưới đất để bóc vỏ đồ phộng, mệt quá. Rồi Chúa nói: Thì con lê lết thì ta cũng lê lết với con thôi. Tại vì sao? Chúa ở trong mình. Chúa ở trong mình. Đó, mà tôi thấy nếu mà quý vị mà chịu khó lắng nghe đó, chịu khó lắng nghe và chịu khó giống như là tâm sự với Chúa đó. Mình có cái gì mình cứ nói với Chúa, mà không phải có nhiều người mình không phải là mình nói thành tiếng đâu, mình nói ở trong suy nghĩ của mình đó, mình nói ở trong lòng của mình đó, thì Chúa cũng nói chuyện với mình ở trong lòng của mình đó quý vị. Chúa rất là sâu nhiệm, Chúa rất là mầu nhiệm. Và tôi tin rằng nếu mà chúng ta đi với Chúa mà lâu năm rồi, chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều này. Có nhiều người nói chứ bà này bà bị gì, nói sao nói chuyện với Chúa, có thấy Chúa đâu nói, phải không? Nhưng mà ở trong lòng của mình, mình biết có Chúa thì Chúa sẽ nói chuyện với mình. Mình phải trở lại với ông Na-aman nữa, tôi không quên cái ông này. Và ông muốn trả lễ cho ông Elise và ông muốn dâng hiến cho ông Elise. Nhưng mà tôi tớ của Đức Chúa Trời thì nói như thế nào? Đây. Nhưng Elise đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Ông Elise nhất định không nhận một điều gì cả. Và nếu mà chúng ta đọc tiếp cái phân đoạn tiếp theo á, thì ông Elise có một tôi tớ, có một đệ tử á, là Gehazi, thấy ông Na-aman cho nhiều quá và bắt đầu nổi lòng tham lên và chận đầu ông Na-aman để nhận lấy tất cả những lễ vật mà Elise từ chối. Nhưng khi ông Gehazi nhận tất cả những cái lễ vật từ ông Na-aman đó thì cái bệnh phung nó lại giáng trên ông Gehazi. Nên rằng là ông Elise, tiên tri của Đức Chúa Trời mà không nhận một cái điều gì cả. Khi mà ông Na-aman ổng kinh nghiệm được có sự chữa lành từ Đức Chúa Trời và ổng kinh nghiệm được rằng có một đất Đức Chúa Trời, có một Đức Chúa Trời đang hiện diện ở trong Israel, đang hiện diện ở trong tôi tớ của Chúa, thì đó rằng là đến lúc đó ông mới có một cái sự kính sợ Chúa là như thế nào. Ông nói ông cũng là một đầy tớ, khi mà đi vào một cái đền thờ đó thì cái người chủ đó phải để tay lên cái đầu gối của ông để quỳ lại ở trong cái đền thờ Rimmon đó. Thì ổng sợ, tại vì ổng khi mà ổng tin Đức Chúa Trời rồi, ổng không có muốn thờ hình tượng, ổng không có muốn vào những cái nơi thờ tự, ổng không có muốn mà dính líu đến thần tượng. Nhưng mà bây giờ ổng đang là tôi tớ của cái người đó thì bây giờ phải làm sao? Ổng tâm sự, ổng nói cái tâm tư của ổng cho Elise, và Elise nói như sao? Hãy đi bình yên. Và chúng ta làm những điều gì mà chúng ta cảm thấy mình được có sự bình an thì tất cả những cái điều đó, cái sự bình an đến từ đâu à? Cái sự bình an đến từ Chúa. Nên là ông Elise nói ngắn gọn điều: hãy đi bình yên. Rồi là như vậy thôi. Nên rằng là cảm ơn Chúa một điều rằng là quyền năng của Chúa ban cho chúng ta là những người tin nhận Chúa, thì chúng ta không phải là một người vụ lợi. Chúng ta đừng vì lợi dơ bẩn. Ở trong Kinh Thánh nói, chúng ta đừng vì lợi dơ bẩn mà chúng ta nhận những điều mà có khi mà chúng ta giúp đỡ anh em hoặc làm gì đó thì chúng ta nói chứ có qua phải có lại, thế này thế kia đó. Đó là cái cách sống của người ở trong thế gian. Nhưng với một tôi tớ của Đức Chúa Trời thì chúng ta không vụ lợi mà có một đời sống kính sợ Chúa. Vì bởi sự kính sợ Chúa đó quý vị,
thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều mà mắt chúng ta chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời Ngài sắm sẵn cho chúng ta rồi. Nên rất là cảm ơn Chúa. Và để kết thúc lời chia sẻ này thì tôi cũng xin tóm lại những điều mà chúng ta cần ghi nhớ ha. Thứ nhất là chúng ta nhớ một điều rằng là dù chúng ta có chức, có quyền, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta vẫn có năng đề. Vẫn có năng đề. Và cái người mà giải quyết năng đề cho chúng ta không ai khác hơn, đó chính là Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta cũng nhớ để ý một điều là những người ở bên cạnh chúng ta là những người yêu thương, những người thân cận, họ có những cái lời khuyên đúng thì chúng ta nên nghe. Chúng ta nên nghe. Đó giống như là những tôi tớ của Na-man đó khuyên ông hãy đi tắm đi đó. Chứ ban đầu ông giận dữ, ông đâu có chịu đi tắm. Thì đó có những cái lời khuyên mà đem đến sự gây dựng và khích lệ cho chúng ta. Và qua những lời tiên tri thì chúng ta hãy nhận. Quan trọng nhất rằng là lời của Chúa đến thì chúng ta hãy vâng lời, làm theo, và để chúng ta được chữa lành. Chữa lành là chúng ta nhận được ơn phước từ Chúa rồi. Vâng lời, làm theo, nhận được ơn phước. Và sao? Rồi Chúa phục hồi lại đời sống của chúng ta, từ thất bại trở nên thành công. Chứ đó, từ cái bệnh tật được chữa lành đó, thấy không? Thì từ thất bại thì được thành công, từ cái điều mà tổn thương thì được vui mừng, rồi từ cái điều mà buồn bực á thì cũng trở nên bình an. Đó là điều mà Chúa muốn phục hồi chúng ta, và Chúa muốn làm mới chúng ta mỗi một ngày. Vì sao? Vì lời Chúa nói là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Thời gian thôi là cũng là mới nữa. Thấy không? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Đó là thời gian mà Chúa cũng muốn cho chúng ta những cái điều mới mẻ. Thì đời sống của chúng ta phải tiếp nhận những cái sự mới mẻ từ nơi Chúa. Chứ không thể nào mà chúng ta tin Chúa mà chúng ta cứ sống một cái đời sống cũ hoài. Phải không à? Nên những điều mà tôi muốn gửi đến Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, vâng lời, làm theo và được phước. Phải không à? Chữa lành là được phước rồi. Rồi, được phước. Và sao? Được phục hồi trở lại. Được phục hồi. Đó. Rồi Chúa làm mới chúng ta mỗi một ngày. Đó là điều mà tôi muốn gửi đến Hội Thánh. Và cảm ơn Hội Thánh đã lắng nghe. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cái lời của Chúa. Luôn ha. Cảm ơn Chúa. Và trước khi chúng ta dự tiệc thánh thì tôi xin mời cô Liên Nguyễn sẽ cầu nguyện theo lời Chúa buổi sáng hôm nay, rồi chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Và xin Hội Thánh hiệp ý cùng với cô Liên Nguyễn và ban nhạc là lên cho mượn cái micro. Dạ. Xin Hội Thánh chúng ta hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì lời Chúa nói với chúng con mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài lớn lắm thay cho ai kêu cầu danh Chúa. Chúa ơi, cho chúng con biết kêu cầu danh của Chúa trên đời sống của chúng con. Vì ngoài Chúa ra chúng con chẳng làm được gì hết. Amen. Chúa ơi, xin Ngài đến trong mỗi đời sống chúng con, làm mới lại tấm lòng chúng con. Có những điều gì chưa được Chúa đụng chạm, xin Chúa đụng chạm vào tấm lòng chúng con ngay giờ này, Chúa ơi, để lời của Chúa sẽ làm cho chúng con được sống lại. Lời của Chúa chữa lành mọi bệnh tật của chúng con. Lời của Chúa phục hồi đời sống chúng con, những sự đổ nát, Chúa ơi, những sự gì mà chúng con chưa thắng được, xin Chúa cho chúng con được đắc thắng luôn trong danh quyền năng của Ngài. Những cái điều mà nó đang kéo chúng con rời xa khỏi Chúa, xin Chúa Ngài kéo chúng con trở lại với Ngài. Ở trong lời của Ngài, Chúa ơi, buổi sáng hôm nay, đó là lời mà Chúa ban cho chúng con
để chúng con nhận lấy và chúng con làm theo. Chúng con được vâng lời thì chúng con được hưởng những sản vật tốt nhất của đất này. Amen. Chúng con tạ ơn Chúa, xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng vâng lời và làm theo lời của Chúa để chúng con được phước ở trên đời sống chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng tất cả đời sống chúng con một lần nữa lên cho Chúa. Xin Ngài biến đổi cuộc đời chúng con được giống như Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cùng nhau hiệp ý cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cô Liên đứng đây. Dạ, cô mời cô Nhung. Cô Nhung với cô Liên sẽ bưng tiệc thánh, mâm tiệc thánh. Và thì giờ này chúng ta sẽ được dự tiệc thánh. Trong khi cô Liên và cô Nhung sẽ gửi bánh và chén đến cho quý vị thì chúng ta sẽ thờ phượng Chúa. Yeah.